Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trên tay của mình đang là con điện thoại Wiko và cái mẫu của nó, cái model của nó là View XN. Con này thì nó đang bị tài khoản Google nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào trong để cho các bạn coi nhé. Mình sẽ thiết lập như mới này. Mình sẽ kết nối vào cái wifi của nhà mình nhé. Ok, thì đây này, nó đã hiện lên cái thông báo là xác minh tài khoản của bạn. Thì bây giờ mình sẽ back ra màn hình ban đầu nhé. Mình sẽ back. Các bạn chọn cho mình vào cái mục là cài đặt hiển thị này. Rồi mình sẽ chọn vào là top back nhé. Và chúng ta sẽ gạt cái thanh này để bật lên này. Và chọn ok. Bây giờ mình sẽ vẽ cái chữ là N như này. L để mình chọn vào cái mục là cài đặt top back này. Và nhấn 2 lần nhé. Mình phải dùng 2 ngón tay để di chuyển này. Các bạn chọn cho mình vào cái mục là khởi chạy hướng dẫn về Talkback nhé. Chọn 2 lần này. Và các bạn chọn cho mình là tắt Talkback đi nhé. Ok, thì bây giờ mình đã lướt được bằng một ngón tay rồi. Các bạn chọn cho mình vào cái mục là trợ giúp và phản hồi này. Và chọn cái mục là giới thiệu về truy cập bằng nút này. Mình sẽ chọn vào cái video này nhé. Các bạn chọn vào cái chữ này luôn này. Thì đã mở được YouTube lên rồi. Mình sẽ bấm vào đây để giấu cái video này xuống và chọn vào 3 chấm này. Rồi chọn vào cái mục là điều khoản và chính sách bảo mật này. Đó, thì mình đã mở được cái trình duyệt Chrome rồi. Mình chọn chấp nhận và tiếp tục này. Tiếp theo này. Không cảm ơn này. Bây giờ mình sẽ truy cập vào cái trang web mà mình hay dùng để phá các tài khoản nhé. vnzom.net. Đây, các bạn chọn luôn cho mình cái link là vnzom.net/bypass này. Con này thì nó đang chạy cái hệ điều hành là Android 7 chấm. Vì vậy mình sẽ tải. Các bạn sẽ tải cho mình cái là Apex Launcher này trước nhé. Apex Launcher này. Mình sẽ bấm vào cái dấu nhân để tắt đi này. Và cập nhật quyền cho nó này. Cho phép này. Mình sẽ ok luôn nhé. Chọn ok để giữ lại cái file Apex Launcher này. Mình sẽ mở luôn này. Để bảo mật điện thoại của bạn đã được đã chặn cái cài đặt thì mình đương nhiên phải chọn vào cài đặt để mình bật cái đây không rõ nguồn gốc nên mình sẽ bật lên nhé. Và chọn ok. Các bạn sẽ back trở lại này. Mình lại tiếp tục chọn vào cái dấu nhân và tải xuống. Mình sẽ mở nhé. Mình chọn cài đặt này. Bây giờ là có quá trình cài đặt Apex Launcher, mình sẽ mở nó lên luôn. Mình sẽ chọn vào cái ứng dụng này. Mình chọn vào cài đặt nhé. Xem nào, bây giờ mình sẽ chọn vào cái mục là bảo mật đi. Mình sẽ chọn vào quản trị viên thiết bị này. Và mình phải tắt cái quản lý thiết bị Android này đi nhá. Và hủy kích hoạt quản trị viên thiết bị này này. Đó, mình đã tắt được nó rồi. Giờ mình sẽ quay ra ngoài nhá. Và chọn vào cái mục là ứng dụng này. Bây giờ mình sẽ chọn vào 3 chấm để show hết những cái ứng dụng hệ thống lên nhá. Hiển thị hệ thống này. Các bạn sẽ chọn cho mình cái phần mềm là quản lý tài khoản Google nhé. Trình quản lý tài khoản Google. Đây rồi, cái trình quản lý tài khoản Google này. Mình sẽ chọn nó vào nó này. Và các bạn chọn cho mình vào cái mục là dung lượng nhé. Mình xóa dữ liệu luôn đi. Ok. Mình sẽ quay trở ra này. Mình sẽ chọn vào là tắt nhé. Tắt ứng dụng này. Mình sẽ quay trở ra và chọn tiếp cho mình cái phần mềm là dịch vụ của Google Play này. Mình chọn vào này. Mình sẽ chọn vào là dung lượng này. Quản lý dung lượng này. Mình xóa tất cả dữ liệu đi nhá. Ok. Mình sẽ quay trở ra này. Quay trở ra này. Và mình tắt luôn cả cái phần mềm dịch vụ của Google Play này nhá. Tắt ứng dụng này. Ok, mình sẽ back ra. Và mình sẽ chọn vào các ứng dụng đã tắt này. Xem chắc chắn mình đã tắt được cái trình quản lý tài khoản Google và cái dịch vụ của Google Play chưa. Ở đây mình đã tắt hai phần mềm này rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ cài tiếp một cái phần mềm. Đây, mình sẽ ra màn hình chính nhé.
mình sẽ back ra. Các bạn chọn vào cái trình là Chrome này. Đó. Nó tự động nó sẽ vẫn vào cái trang là vnzom.net/bypass này của mình rồi. Giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái phần mềm là FRP vnzom này đi. Các bạn chọn nhé. Tải cái FRP vnzom này và chọn OK. Mình mở luôn nhé. Tiếp theo này, cài đặt này. OK, mình sẽ bấm vào là xong nhé. Rồi. Các bạn sẽ back ra vào cái mục là cài đặt này. Và bây giờ mình sẽ thêm vào cái tài khoản của chính mình nhé. Mình sẽ chọn vào tài khoản này. Và mình thêm tài khoản nhé. Thêm tài khoản là Google này. Đây giờ mình sẽ điền vào cái tài khoản của mình này. Mình không cần gõ a@gmail.com đâu nhé. Vì tự động Google nó sẽ hiểu. Mình sẽ chọn tiếp theo này. Đến đây thì mình sẽ nhập cái mật khẩu của mình vào nhé. Cái mục này thì mình sẽ cắt. OK, mình đã điền xong cái mật khẩu của mình. Giờ mình chọn tiếp theo này. Các bạn sẽ chọn vào là tôi đồng ý nhé. Tiếp tục là tôi đồng ý này. Đó, như vậy là mình đã thêm được vào cái tài khoản rồi. Bây giờ khi sau khi mà thêm được tài khoản thì mình sẽ lại quay trở lại cái mục là ứng dụng này. Đó, và mình chọn vào là cái mục tất cả ứng dụng và mình chọn vào cái ứng dụng đã tắt. Bây giờ thì mình sẽ bật cái ứng dụng dịch vụ của Google Play này lên nhé. Mình sẽ chọn là bật này. OK. Bây giờ mình sẽ khởi động lại máy nhé. Để các bạn khỏi phải chờ đợi lâu thì cái đoạn này, đoạn máy đang khởi động này thì mình cũng sẽ tua để các bạn đỡ phải chờ đợi nhé. OK, máy đã khởi động lên rồi. Mình sẽ chọn vào là hãy bắt đầu này. Các bạn bỏ qua lắp sim thẻ nhé. Các bạn chọn cho mình vào thiết lập như mới này. Mình sẽ đợi nó đang kiểm tra cập nhật nhé. Mình đợi nó một tẹo thôi. OK, thì nó đã hiện lên cái thông báo là đã thêm tài khoản đây rồi. Bây giờ mình sẽ chọn là tiếp theo nhé. OK, thì cái đấy đến cái đoạn mở khóa bằng vân tay này thì mình sẽ bỏ qua nhé. Mình sẽ thiết lập sau. Mình sẽ chọn bỏ qua này. Vẫn bỏ qua này. Cái dịch vụ của Google này mình sẽ vuốt xuống hết xuống dưới và chọn tiếp theo này. Làm quen với trợ lý Google thì mình sẽ không cảm ơn đi cho nhanh. OK, mình đã hoàn tất này. Mình sẽ chọn hết. Không, mình sẽ tiếp theo đi. Mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn đánh dấu tích vào đây để thừa nhận nhé. Tức là mình đồng ý và chọn chấp nhận này. Ở cái mục tài khoản WeCo này thì mình sẽ bỏ qua nhé. Mình sẽ thực hiện sau này. Đến cái đoạn này thì mình sẽ chọn cái ứng dụng nền, ứng dụng Home đó. Chọn ứng dụng Home thì mình sẽ chọn là WeCo Launcher đi. Vì Apex Launcher là vừa mình cài để chủ yếu là để phá tài khoản thôi. Bây giờ mình sẽ chọn là WeCo Launcher nhé. Để cho nó đúng với cái mặc định của máy. Mình chọn luôn chọn này. Đó. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính này để có thể sử dụng được rồi. OK này. Đó. Bây giờ thì mình, các bạn có để ý ở trên cái đó, cái này nó bị cái dấu chấm than ở phía trên đây. Bây giờ mình sẽ vào ứng dụng nhé. Để mình gỡ cái phần mềm là FRP vnzom đi. Để nó không có cái dấu chấm than này nữa. Chọn vào ứng dụng này. Và các bạn sẽ xóa cho mình cái phần mềm là bypass FRP vnzom này đi. Mình gỡ cài đặt nhé. Đó, các bạn để ý chưa? Cái dấu chấm than ở góc đây nó không còn nữa. Và cái việc tiếp theo của các bạn sẽ là cần gỡ cái tài khoản Google mà vừa mình add vào để phá cái tài khoản Google trên cái con máy này. Mình sẽ gỡ nó ra nhé. Đó, cái tài khoản này, tài khoản của mình sẽ phải gỡ nó ra. Đó, OK. Như vậy là xong rồi. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây, con này đang chạy Android 7.1.2. Đó, và cái model của nó là WeCo 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 nhá. Như vậy là mình đã phá xong cái tài khoản của con WeCo WeCo này rồi. Thì nếu các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ tiếp theo.